bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bánh tráng lức kẹp kê, còn gọi là bánh đa kê. 1/2 chén hạt kê, chén nước lã, muối hầm, bánh tráng lức, bơ mè. Đãi và ngâm kê, rồi nấu chín. Đổ cơm kê tra trá hoặc là mẹt để nguội. Bánh tráng nướng giòn. Dùng muỗng hoặc là miếng quết kê làm bằng bao cao hình chữ nhật. Xúc kê phết vào một mặt bánh tráng, trải bơ mè trên lớp kê. Gập đôi cái bánh úp hai mặt kê vào nhau, cắt hoặc là bẻ bánh thành những miếng nhỏ. Nên ăn ngay, vì để lâu bánh tráng sẽ yểu mềm dai, sẽ không ngon. Muốn ăn ngọt có thể thay bơ mè bằng sốt bí đỏ bơ mè, hoặc là bằng nửa chén đậu xanh nấu chín, trộn với chút đường thô, và giả hoặc là xay nhuyễn. Nếu sau khi nghe xong yêu thích và có điều kiện, quý chị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản.